Tử Linh Pháp Sư ta chính là thiên tai chấp 73, hai vòng sao. Nghe nói thần kiếm sĩ cấp 10 sẽ có một vòng sao. Cậu ta có thể giải phóng hai vòng sao thì chứng tỏ đã nắm vững hai kỹ năng mạnh nhất ở giai đoạn đầu của thần kiếm sĩ rồi. Ngũ lôi oanh đỉnh. Kỹ năng thứ nhất của tao, nguyên tố kiếm thể. Trong vòng 10 phút, tao có thể miễn dịch tất cả đòn tấn công nguyên tố. Vậy thì đòn tấn công của Pháp Sư Khô Lâu của mày sẽ không tấn công tao được, hy vọng mày có thể kiên trì được 10 phút này nhé. Pháp Sư Khô Lâu của Lâm Mặc Ngữ đã phế rồi, là nguyên tố kiếm thể kìa. Tôi cảm thấy lần này Lâm Mặc Ngữ tiêu đời rồi, vậy sao mà đánh được cơ chứ? Không phải, ai còn nhớ không, vật triệu hồi lần trước của Lâm Mặc Ngữ có vẻ là Pháp Sư hệ băng đấy. Lẽ nào cậu ta có thể triệu hồi nhiều loại khô lâu chăng? Còn mày, tuyệt đối không thể nào kiên trì được 10 phút dưới thanh kiếm của tao được. Mendes ơi, đó là cái gì vậy? Khô lâu cầm cây đao là khô lâu có được năng lực tấn công vật lý đấy. Quả nhiên, Lâm Mặc Ngữ có thể triệu hồi nhiều loại khô lâu đó. Quả nhiên là không thể xem thường mày mà. Nếu tao đoán không nhầm, thì đây mới là con át chủ bài của mày nhỉ. Tao trái lại muốn coi thử là cây đao của khô lâu mày cứng hay là thanh kiếm của tao nhanh hơn. Nhanh quá. Ngự kiếm. Trong kỹ năng này, có thể cản lại tất cả đòn tấn công một cách chính xác và đồng thời đá bay kẻ địch. Mạnh quá, đây rốt cuộc là vật triệu hồi gì vậy? Tốc độ và sức mạnh đều vượt xa cả mình. Cuồng bạo chi kiếm. Trong vòng 5 phút, tất cả thuộc tính tăng lên gấp 10 lần. Là thanh kiếm cuồng bạo, đó là một trong những kỹ năng chuyên dụng của thần kiếm sĩ đó. Còn mạnh hơn sự cuồng hóa của cuồng chiến sĩ nữa và sẽ không ảnh hưởng đến lý trí. Nói nhảm quá đi, cậu ta là chức nghiệp thần kiếm sĩ cấp truyền thuyết mà. Phi long nhất kiếm. Phi long nhất kiếm. Chiến sĩ khô lâu bị kiểm soát, Pháp Sư Khô Lâu lại không tài nào giải phóng kỹ năng, lần này thì Lâm Mặc Ngữ tiêu đời rồi. Thần kiếm sĩ mạnh quá, không hổ danh là chức nghiệp cấp truyền thuyết mà. Lần này thì Lâm Mặc Ngữ chắc hết chiêu rồi nhỉ. Tao coi thử mày còn có chiêu thức nào. Lại có thêm hai khô lâu kìa. Thì ra cậu ta còn có thể tiếp tục triệu hồi nữa. Đây nhất định là cực hạn của cậu ta rồi. Ha ha, đừng tưởng có thêm hai con khô lâu thì có thể đánh bại tao. Tao còn có rất nhiều kỹ năng vẫn chưa dùng đến, chỉ cần tao dùng những kỹ năng đó. Tên này rốt cuộc có thể triệu hồi thêm bao nhiêu chiến sĩ khô lâu nữa vậy? Anh, không đánh tiếp sao? Ha ha, đợi sau khi tao nhị chuyển rồi thì tao sẽ đến hành hạ mày. Đội của Lâm Mặc Ngữ giành chiến thắng. Lâm Mặc Ngữ, Lâm Mặc Ngữ, không ngờ còn có thể triệu hồi nhiều khô lâu như vậy. Vô địch, Tử Linh Pháp Sư, vô địch. Biểu hiện của cậu tốt như vậy, càng có nhiều người quan tâm đến cậu rồi. Ừm. Sao vậy, không vui sao? Không có gì. Ngày mai chắc là những trận thi đấu cuối cùng rồi. Những đội đó đều vô cùng lợi hại, cậu tuyệt đối phải cẩn thận đó. Tôi biết mà. Trước khi xuất phát, thầy Bạch Thần đã bảo mình phải thể hiện càng xuất sắc càng tốt. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của một số người. Mấy năm trước, những thiên tài của thần hạ bọn mình đều bị người ta ám sát trong lúc thử luyện. Hy vọng lần này tụi bây có thể ra tay, nếu không thì tao làm con mồi cũng quá thất bại rồi đấy. Mọi người nhìn kìa, đó là gì thế? Thuốc thần kỳ sơ cấp, đó chính là thuốc thần kỳ sơ cấp mà cấp 40 trở xuống có thể sử dụng, tất cả thuộc tính vĩnh viễn tăng lên 200. Còn có cuộn giấy về kỹ năng chớp nhoáng sơ cấp mà không có ai học được. Nếu những thứ này được đặt ở sàn giao dịch thì ít nhất cũng được trả giá lên đến mấy trăm triệu đấy. Xem ra những cái này chính là giải thưởng quán quân của cuộc thi chức nghiệp giả lần này nhỉ. Đợi giành được giải quán quân rồi, lấy được những thứ này thì từ từ nghiên cứu vậy. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nét nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.